Rồi cắm điện test tìm chị. Rồi em bỏ đây ra. Chào mọi người nhé, hôm nay em giải thích lý do tại sao mình mua cái máy này về mà mọi người cắm vào thì nó lại không chạy. Em cũng vừa cắm vào và em test thử bật lại nó không chạy. Nhưng mọi người chú ý giúp em nhé. Mọi người gắn lên mà mọi người không cho nó vào cái khớp thì chắc chắn máy sẽ không chạy đâu ạ. Bẻ mạnh qua cho chị khớp. Rồi mọi người thấy không? Phải vô khớp thì nó mới chạy. Còn nếu như mọi người chỉ để hờ hững nhè tay thì nó sẽ không chạy đâu nhé. Gỡ giúp chị cái này ra. Rồi em sẽ chỉ cho mọi người cách test máy. Trong bốn cái trục sẽ có một trục có màu xanh. Mình mua máy về mình test thử trước giúp em nhé. Mọi người thấy cái khớp không ạ? Phải cho cái khớp như thế này. Nó xoay đúng thì nó mới lên được. Rồi, mọi người thấy không ạ? Phải đúng cái khớp thì nó mới xoay nhé.